chào mừng các bạn đã đến với kênh Mr. Zero. Chúng tôi tổng hợp rất nhiều những clip liên quan đến bóng đá và thể thao, những bàn thắng đẹp mắt hay những pha xử lý xứng đáng được xem đi xem lại. Đừng quên theo dõi Zero thường xuyên nhé, sẽ có rất nhiều video thú vị đấy. Nếu thấy hay thì hãy like, share và subscribe channel của tụi mình. Xin chào! Có những khoảnh khắc mà chỉ cần diễn ra trong tích tắc thôi cũng đủ để thay đổi kết cục của trận đấu. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau sống lại những phút giây hồi hộp đó qua những pha cứu thua đỉnh cao ngay trên vạch vôi của các ngôi sao sân cỏ. Xen lẫn với đó là những pha bóng ảo diệu được camera ghi lại, tạo nên sự thú vị cho môn thể thao vua các bạn nhé. Lên đường thôi! Ăn mừng mà cũng không hiểu ý nhau thế này là hỏng rồi. Khi hai trái tim không đồng điệu thì niềm vui cũng hóa thành nỗi đau, thốn chưa? Ủa anh, đang đá bóng hay là tập thể dục dưỡng sinh vậy? Từ chối nhận bóng luôn ấy hả? Sao lại có thể ảo diệu thế được? Trong bóng đá, việc sử dụng động tác giả để hách não đối thủ là chiêu thức khá được ưa chuộng. Cơ mà dường như trình độ hách não của Eric Bailly ở cấp độ cao quá, cho nên đồng đội cũng bị lừa luôn. Đấy xong, cuối cùng nghệ sĩ Bailly là bị thủ môn đối phương lừa lại trên chấm 11m, luật hoa quả không chừa một ai. Những tưởng mọi thứ đã an bài, nhưng không, siêu anh hùng đã xuất hiện và cản phá liên tiếp hai cú sút ngay trên vạch vôi. Nếu xét về sự dũng cảm và quyết tâm bảo vệ mảnh lưới đội nhà, xin được chấm anh Zai đây 2 điểm 10 tuyệt đối. Khi bạn đã có một cú đặt lòng hoàn hảo và đánh bại được thủ môn đối phương, điều đó vẫn chưa có nghĩa là bạn sẽ được ăn mừng bàn thắng. Vẫn còn đó một chiến binh sẵn sàng bay người hết cỡ để từ chối niềm vui của bạn. Ảo thật đấy. Nếu như mà tình huống đá 11m sau đó không được thực hiện thành công, chắc chắn anh chàng mang số 50 sẽ được tôn vinh như người hùng. Nhưng mà cuộc đời đâu như là mơ, tạm thời cứ biết cái lỗi cố tình dùng tay chơi bóng trong vòng cấm này là quá đủ để mà trọng tài rút tấm thẻ đỏ trao tận tay anh bạn rồi. Bị đẩy ngã như thế này thì động tác tiếp theo của Neymar chắc chắn là ôm chân đau đớn rồi, sao có thể tránh được. Và đây là Mason Greenwood, phiên bản vẫn đặt tình yêu với trái bóng tròn lên hàng đầu. Ghi bàn cứ phải gọi là ầm, niềm hy vọng mới của Manchester United các kiểu. Đấy các bác xem, bàn nào ra bàn đấy nha, sự nghiệp lúc đó của gỗ xanh tưởng như là đã phất lên rồi. Thế rồi sự kiện hành hung bạn gái gần đây đã lấy đi tất cả, giờ chắc chỉ còn biết tự trách mình thôi Greenwood nhỉ. Này thì thích sâu kim tôi này, đấy tôi trả lại cho ông đúng như thế luôn, vừa lòng chưa thích nha. Pha ăn mừng của anh chàng này có lẽ là để tri ân Sergio Aguero sau khi tiền đạo Argentina buộc phải giải nghệ vì gặp vấn đề sức khỏe. Cái động tác tay này thì đúng bài Ancun rồi. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Mấy anh dài đang nhảy múa với trái bóng luôn ấy hả? Sao lại có thể phối hợp nhuần nhuyễn như vậy được? Lại còn đánh gót trên không trung nữa chứ? Hết nước chấm luôn. Đá gì mà ảo như chơi bóng đá đường phố vậy anh hai? Đảo thế đội bạn theo sao kịp đây? Dybala vẫn còn bén lắm nha. Giật quả gót cảm giác chưa bà con? Theo Hernandez với chúng tôi bị ăn sâu kim liền. Chúng ta phải thẳng thắn thừa nhận với nhau rằng Cristiano Ronaldo luôn là một trong những cầu thủ bóng đá kiếm tiền giỏi nhất thế giới. Nhưng điều quan trọng nhất đối với CR7 chắc chắn luôn là gia đình. Tiền bạc, danh vọng, nhà cửa, xe hơi, tất cả cũng chỉ đứng hàng sau cho điều kỳ diệu mang tên tổ ấm hạnh phúc. Và giờ anh 7 đang có tất cả điều đó, thật ấm áp phải không nào?
cứu bóng là phải dùng cả cái đầu theo nghĩa đen như vậy mới chất chơi người chơi chứ. Dũng mãnh quá anh Giai à. Trước đó thì bị phạm lỗi, sau thì bị kéo tuột cả quần ngay giữa sân. Hôm ấy đúng không phải là ngày của Hakimi rồi. Xong rồi trong lúc xô xát, trọng tài lại đi đẩy cầu thủ ngã sấp mặt luôn. Bóng đá châu Phi thú vị thật đấy. À xin lưu ý một chút, đây là bóng đá chứ không phải là sàn đấu vật anh bạn thủ môn nha. Gì mà tung cước đá người kinh khủng vậy, phải ăn thẻ đỏ thôi, xin mời, không giải thích gì thêm. Đẩy lại thêm một võ sư chơi bóng nữa rồi. Và Alisson Becker cũng phải nhận hình phạt tương tự cho tội múa võ của mình. Đó là một tấm thẻ đỏ cùng một vé đi tắm sớm khi trận đấu vẫn đang diễn ra. Tung được cú sút ở tư thế không hề thuận lợi mà vẫn có thể xuyên thủng mành lưới của đối thủ như thế này, đúng thật là IQ của ông anh vô cực rồi đó, đỉnh cao luôn. Sương sương trong khung hình là có 5 cái bóng áo sọc trắng đen vây quanh anh chàng áo vàng. Nhưng mà kết quả cuối cùng vẫn là một siêu phẩm dành cho thanh niên số 19, một mình anh chấp hết. Xin lỗi các đồng chí luôn, người ta thích kiếm phạt đền nhưng anh ấy lại không làm thế. Ngã rồi nhưng vẫn đứng dậy, tiếp tục dẫn bóng và ghi bàn. Nó cứ phải gọi là ngầu như trái bầu luôn. Úi là trời, dù là đối thủ của nhau nhưng anh bạn số 33 đã cứu đối thủ một vài chấn thương kinh hoàng. Thử tưởng tượng nếu như anh ấy không phản xạ nhanh đỡ thanh niên kia tiếp đất, mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ thế nào. Quê chưa? Chỉ muốn hỏi anh Sai một câu thôi. Đã thấy mình bị chọc quê chưa? Bị sợ hãng một cái thôi mà buồn cả ngày luôn mà. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Ra vào thí hợp lý thế này thì xứng đáng phải vào lưới nhặt bóng rồi. Không có chối cãi được gì nữa anh bạn ha. Mang đảo bóng xuất sắc bao nhiêu, đến khi dứt điểm là như thiêu đốt mắt người xem bấy nhiêu. Bước quan trọng nhất mà lại bỏ lỡ như vậy, đúng là huấn luyện viên trưởng bên ngoài sân phải quỳ xuống tiếc nuối, tiếc quá mà. Vừa rồi là những pha bóng hài hước cũng như là những màn cứu thua đỉnh cao ngay trên vạch vôi của các cầu thủ bóng đá. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.